Em xin chào cả nhà nhé. Phiên tối ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 thì hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho mọi người một video clip giới thiệu những mặt hàng hiện tại của gia đình nhà em. Và nhà em thì ship hàng toàn quốc ạ. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển và rất là nhiều chương trình ưu đãi về chương trình miễn ship. Thì đối với một số mặt hàng, bên em chỉ áp dụng đối với một số mặt hàng có chương trình bao ship về vấn đề là chạy số lượng thôi ạ. Còn những mặt hàng dừng hay những mặt hàng mà nó số lượng ít hoặc là mặt hàng mà nó không nằm trong chương trình bao ship thì các bác vui lòng là trả tiền ship cho bên shipper nhá. Đấy, chứ không phải là các bác cứ kết hợp. Nhiều bác thì đặt đơn hàng rất là ít nhưng cũng muốn miễn ship thì bọn em không thể nào bù vào cái phần chi phí được. Và ngày mai thì cũng sẽ về thêm cả lô hàng Tây Bắc cũng như là nhiều mặt hàng mới ạ. Rất là mong mọi người bằng cách là đăng ký kênh Lan Rừng Hoàng Nhung để cập nhật cho em những cái mặt hàng Lan mới nhất ạ. Hàng nhà em thì về số lượng rất là nhiều và bao la đủ các chủng loại, các thể loại hoa lan. Thì các bác theo dõi nhớ là đăng ký kênh nhá để cập nhật cho em những cái dòng hoa lan mới nhất của nhà em ạ. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại mặt hàng giới thiệu đến các bác luôn. Em còn đâu đó rơi tầm hơn chục chậu 5 cái trắng Hiển Oanh nhá, 5 cái trắng HO ấy ạ. Có chậu thì đang lên kia ở trên thân này, có chậu thì nó đang thắt ngọn xuống lá. Đấy. Và hôm nay thì em bán cho mọi người một cái chậu giá chỉ có 90.000 một chậu 5 cái trắng Hiển Oanh thôi. Dòng 5 cái trắng ngày xưa VIP 5-6 triệu một sen đây. Bác nào mà chưa có sưu tầm thì hôm nay hãy chơi đến một chậu. Đấy ạ, có những cây đã đẩy mầm gốc, có cây thì chưa. Đấy, hàng đẹp lắm. Nói chung là một cái lô hàng để các bác chơi sưu tầm để làm giống cái lan đột biến. 90.000 một chậu, giá rẻ chưa từng có. Hàng này bảo hành chuẩn hoa nhé, 100% bảo hành chuẩn hoa. Tiếp theo em lên cho mọi người mặt hàng lan rừng nhé. Lan rừng thì nhà em cũng đang bán giá xả rẻ thôi, bởi vì vừa rồi là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy, nên là em lô hàng này em đẩy nhanh nên là số lượng hàng cũng còn ít. Trước mặt mọi người, ngày mai là em sẽ về một lô Tây Bắc nữa nhé. Thì các bác có thể theo dõi kênh em để kết hợp những cái mặt hàng sau. Đây là cái lô phi điệp vàng này. Phi điệp vàng này thì lô đợt này về thì có cả dài cả ngắn. Nói chung là em đang bán có 120.000 một kg. Lưu ý là lan rừng này nó không được tươi mướt đẹp đâu. Thú thật là các bác, mà chuẩn bị đến mùa hè nó còn không được đẹp nữa đâu. Đấy, như vậy là một cái lô xuất sắc rồi. Thân có thể là nó vận chuyển từ rừng về nó teo thân nhé mọi người nhé. Vậy các bác phải tưới cho em nhiều nước. Thứ hai thôi là hoàng thảo ý ngọc này. Hoàng thảo ý ngọc bây giờ đang lên mầm và đang nụ hoa. Nói chung nụ của nụ to rồi. Nụ to khả năng là chơi hoa nó hơi khó, chủ yếu làm giống. 160.000 một cân. Đấy, lô ý ngọc này em bán 160. 50.000 một bó. Sơn thủy tiên 200.000 một kg, em có cả sơn thủy tiên hàng thuần. Và 50.000 một bó nhá. Lô này sơn thủy tiên mùa này đang nắng nóng ấy, nó đã hơi bị tóp thân. Lưu ý cho em là lô sơn thủy tiên ở này hơi tóp thân, em giới thiệu rất là chi tiết rồi. Còn bên đây là hoàng thảo môi tua 130.000 một kg và 50.000 một bó. Cái hàng này thì sắp đến mùa hoa, hoa màu vàng thơm, cánh tua rua rất là đẹp, có 130 một cân thôi. Mọi người có thể mua nửa cân cũng được. Tiếp theo bên đây là đai châu. Đai châu hôm nay bán xả mọi người có 150 một cân này. Châu này là sâu rừng bóc trụ mọi người nhá. Hàng hôm nay nó lỗi lá nhẹ. Thứ nhất là em bán hàng không lỗi ngọn nhá. Đấy, thật là bây giờ bán cái hàng lỗi ngọn thì chắc chắn là không có ai mua. Mà những cái cây lỗi ngọn đến bản thân em trồng rồi nó cũng đã cảm thấy là nó hơi khó trồng. Tình trạng cây này, có cây đẹp, có cây lỗi lá này, mọi người nhìn nhá. Tránh trường hợp là các bác nhận hàng các bác lại chê. Đấy. Có những cây thì khá ok. Em sẽ nhặt con nối và có những cái cây giống giống nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy. Nếu các bác nhặt chọn hết mà không lỗi. Nói chung là em bán solo nha, em không bán chọn nữa. Hôm này nó khó, lúc thì bác lại bảo là không nhặt hàng chọn nên nói chung là nó cũng bị sứt sát lá như này. Không tránh được cả to cả nhỏ. Em cứ nhặt cho các bác tính cho mọi người 150 một cân thôi. Giá rẻ lắm rồi bây giờ. Đai châu thì đấy, lỗi lá. Đấy, để lỗi lá nhá. Này có những cây thì rất ok. Thế nên là phải kèm đơn, chứ không em đã bán, nếu mà bán không thanh lý thì đã 220 đến 250 một cân. Bây giờ bán 150 là bán xả, bán lỗ. Đấy, đây là đai châu rừng nhá. 150 một cân để kể cả các bác vào vườn nó rất là rẻ, rẻ hơn hồi xưa rất là nhiều rồi. Tiếp theo bên đây là ngọc thạch ba màu, em vẫn còn đâu đó tầm 4 cân. Đây bông hoa của nó này, ba màu nó cái cánh chớp chớp tím tím này. Thì bình thường hai màu nó không có chớp tím đâu. Hàng này hàng Tây Bắc nó mới có ba màu ấy ạ. Ngọc thạch ba màu là 150 một cân nhá, đang sưng nụ. Tiếp theo bên đây là kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân này. Cái lô kim điệp xuân này em về cũng đã bán xả cho mọi người.
Bình thường 150 em đã xả 120 nên là rất là nhiều bác đặt 1 cân, 2 cân, hôm nay có khách đặt 4 cân. Bởi vì lô hàng này em lấy nhiều. Em sợ những cái hàng mà lấy nhiều mà đẩy chậm lắm, cái hàng này nó hao rất là nhanh nên là em phải bán xả luôn. Kể cả hàng mới về cũng xả mọi người nhé. Nên lô này em bán 120. Và bên đây là long tu xuân này, long tu xuân này là long tu xuân ghép gỗ ghép chậu đều đẹp. Nói chung là hàng này thì dễ chăm, dễ trồng, dễ ghép, hoa cũng sai. Có 180.000 à 250 một cân long tu xuân hàng cân nhé. 250 long tu xuân nó đắt mà. Còn phía bên đây là hạc vĩ ạ, hạc vĩ Tây Bắc. Bây giờ nó chỉ lên mầm thôi chứ còn hoa nó nở hết rồi. Thân già. Chủ yếu là bây giờ chăm mầm gốc 180.000 một cân. Riêng long tu và hạc vĩ nhé. Đối bác nào mới tập chơi thì hai loại này cực kỳ là dễ chăm. Yên tâm là như thế. Còn bên đây nữa đó chính là kiểu tím miền Trung. Hàng này hôm nay nó hơi ít lá nhé mọi người nhé. Còn những cái rề nó hơi ít lá em bán xả mọi người là 330.000 một kg. Trước đây em bán là 380.000, hôm nay em xả 330. Bác nào mà lấy 2 cân thì em tính cho bác 300.000 luôn. Em xả lỗ luôn. Riêng cái lô kiểu tím miền Trung này đang xứng đụng. Nó ít lá thôi nhưng mà thân nó lá nó vẫn rất là khỏe, bình thường. Đấy, hàng rừng các bác có thể mua ít một, mỗi loại 50.000 cũng được nhá. Ít nhất. Còn đơn thì các bác phải mua từ 100.000 bên em mới đi đơn. Đấy. Để còn bù vào những cái phần công đóng gói, nó nói chung là nó nhiều chi phí phát sinh đó chứ không phải là bán. Nói 50.000 các bác trả tiền ship đã bao giờ tầm 30.000 rồi. Đấy là ít nhất. Hoàng thảo đơn cam hôm nay có về thêm một ít này. Và đơn cam thời điểm này nó hết hoa rồi, chủ yếu là chăm mầm gốc mọi người ơi. Đơn cam nếu mà theo trên mạng ấy thì các bác sẽ thấy là đó là một trong những cái dòng mà hàng quý và hiếm. Phân bố rất là ít ở những cái khu vực rừng. Và hôm nay thì đây ạ. Cây của nó thì cũng nhỏ thôi, nó không to đâu. Bản chất là kể cả những cây nhỏ đã có hoa luôn. Em bán một lạng này là 70.000 một lạng nhá. Các bác mua cho em là hai lạng đơn cam, bên em sẽ gửi cho các bác. Còn đâu là các bác mua mà tròn một cân, em tính cho bác 650.000 một kg. Đấy, mua tròn một cân là 650 một cân. Còn mua lẻ là 70.000 một lạng. Đây là hoàng thảo đơn cam. Đây em có một cái rề này là cái rề kiểu vàng, nguyên một rề. Rề này nó to, nó ít lá một tí nhá. Em bán 70.000 cái rề kiểu vàng, ít lá thôi. Tiếp theo là có một cái chậu phú thọ 5 cánh trắng. Chiều dài thân này nó là hơn 1 gang, đang lên mầm. Em bán 50.000 chậu này, thanh lý nốt. 50.000 của một chậu cuối cùng. Có vài cây đai châu. Cây này cây T1 này, một cây đai châu rừng to, vừa rồi hàng khai thác từ rừng nhá, nó vẫn còn dấu vết này. Không phải hàng bóc trụ đâu. Cây này 70.000, châu Lào. Tiếp theo là cây T2, cũng là một cây 70.000. Đây hàng rừng nó mới có cái kiểu sâu xía này, chứ còn hàng bóc trụ là lá nó mứt hơn. T4 2 cây 90.000. Một cây này. Cũng to phết, năm ngoái ra rất là nhiều hoa. 2 cây, cái này lá lỗi một xíu nên là có 90.000 2 cây to. Đây là những cái hàng hình châu rừng. Có một cái rề sơn thủy tiên này thân rất là mập, rất là to nhá. Đây là hàng rừng nhá. Vừa rồi nó nở khá là nhiều hoa, bây giờ làm giống thôi. Rề này em cân là 1 cân hơn 1 cân đấy. Em bán rề này em bán là 170.000 cái rề này nhá. Hơn 1 cân luôn. Sơn thủy tiên 200.000 một cân nhá. Còn bên đây là nó chính là một cái hình. Đây là cây lan thịnh vượng phát tài. Cây này to khủng thật sự ấy. Cây này phải rơi tầm gần 1 mét mọi người ạ. Cao gần 1 mét các bác thấy chưa? Mầm lên rất là khỏe này, ba thân. 170.000, có một chậu duy nhất cây cao. Có hai cái chậu dáng hương đuôi cáo lá ngắn này. Lá xếp rất là đẹp này. Đây là chậu số 1 này, 130.000. Chậu số 2, chậu này 4 cây này. 4 cây lá ngắn rất là đẹp. 4 cây chậu này là 150. Cáo lá ngắn trên cây nó rất là nhỏ đấy nhá. Em còn 3 bụi cát ngọc tím nhá. Loại này thì hoa của nó đậm đẹp lắm. Cái này là quay buổi tối ấy. Quay buổi tối thôi. Và hàng này đều là hàng bụi khủng, chậu to. Hoa nở quanh năm, vừa rồi đã đợt nụ rồi, bây giờ đang lên đợt nụ nữa ấy. Chậu này chậu số 1 này. Hôm nay em thanh lý cho mọi người giò này nhá. Hôm trước thanh lý một lần là 201 ấy. Em bán đầu tiên em bán là 209 một giò ấy. Khách nào mua đầu tiên thì các bác nhớ không? Giò này em giờ thanh lý cho mọi người là 160.000. Chậu số 1 này, 160 này. Đây 209. Bên một nửa bên đây nó bị rụng cái lá, tức là cái củ nó khỏe nhưng mà nó bị rụng cái lá. Còn bên đây nó vẫn lá bình thường này, 160, cắt ngọc tím số 1. Chậu cắt ngọc tím số 2. Đây chậu này em chưa bán giảm giá một lần nữa là 250. Hôm nay em giảm giá sâu hơn nữa nhé mọi người nhá.
giảm sâu hơn nữa. Chậu to đùng này 210.000 đồng. Chậu số 2 210. Và chậu số 3 là chậu khủng nhất này. Chậu khủng nhất là vừa rồi bán 350 và giảm giá còn 300. Hôm nay giảm cho mọi người một lần nữa. Chậu này em bán 260.000. To lắm, cái chậu gắt ngọc tím này to đùng luôn. Bụi siêu khủng luôn đấy. Cầm nặng tay. Hoa tím đậm luôn đấy. Mọi người nhìn trên màn hình có cái mặt hoa mà em đính kèm ấy. Lúc mà nó nở mà nở rộ đấy. Hoa nó đẹp cực kỳ. Em có 4 chậu lan quân tử nhá. Và em sẽ quay cho mọi người theo từng hình. Đây ạ. Mỗi chậu thì size nó sẽ khác nhau. Và có một cái cây rất là đặc biệt luôn. Đấy, cây đặc biệt em sẽ quay cuối cùng này. Cây lan quân tử đầu tiên. Cây này lá ngắn này. Bản lá ngắn đẹp này. Cây này em bán 60.000 thôi. Hàng em đang bán 80 đấy. Hôm nay em giảm giá cho mọi người 60 này. Cây thứ hai to này. Cây thứ hai to hơn. Cây này lá nhăn. Cái này hơi bị sứt lá một tí xíu thôi. Không sao. Cây thứ hai 70.000. Mặt bên này đẹp chưa? 70.000. Cây số 3. Cây này to đùng nhất này. Cây số 3 cái này to đùng luôn. 90.000. Lăn quân tử số 3 cái này 90.000. Và cây lăn quân tử số 4 nhá. Cây này đặc biệt nhất mọi người biết tại sao. Nó là cây đang lên kẻ. Lăn quân tử lá kẻ này. Đáng nghĩa kẻ từ lá này này. Đấy. Lá này là bắt đầu kẻ này. Và lá này bắt đầu lên kẻ đậm này. Đấy mọi người chưa. Đấy đây là cây lá kẻ nhá. Đây là cây số 4 lăn quân tử này. Cây số 4 lăn quân tử. Lăn quân tử lá kẻ này. Cái này 180.000 nhá. Cái số 4 ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy lá kẻ chưa? Đấy, đẹp chưa? Đang lên kẻ từ đây rồi. Lá này bắt đầu lên này. Và nó đang lên kẻ đậm ấy. Hôm nay thì em vừa về thêm một cái lô cát mới nhá, ba màu mới nhá. Các bác bổ sung thêm cho em vào cái bộ sưu tập cát mà hiện tại nhà em đang bán. Bộ sưu tập cát nhà em đang bán nó rơi tầm khoảng 27 loại ạ. Hôm nay em tiếp tục lên mã số 28 ạ. Mã số 28 thì em lên cho mọi người cái màu này là cái màu nó gọi là màu cam đỏ chớp. Cam đỏ chớp. Mọi người nhìn này. Màu cam đậm nhá. Và cái màu nó pha chút đỏ. Và cái chớp của nó, cái viền chớp của nó là màu đỏ đậm nhá. Cái này mã tiếng Anh ở bên Thái ấy. Thì một chậu như thế này em bán với giá là 130.000 một chậu. Mua 3 chậu cát em miễn ship. Cam đỏ chớp, cái màu đỏ rực rỡ, rực lửa luôn ấy ạ. Hoa đẹp lắm. Màu tiếp theo đó chính là đại cao hùng. Rất là nhiều khách hàng hỏi cái cát đại cao hùng. Bởi vì là trước em đã bán rồi nhưng giờ nó hết cái loại bụi to. Nhưng hôm nay về cái bụi này nó cũng vừa tiền mà nó cũng nhiều thân lắm. Đại cao hùng này. Nhiều thân chưa? Cát đại cao hùng nha. Hoa của nó trắng lưỡi tím. Đại cao hùng này bán là 150.000 đồng một chậu. 3 chậu miễn ship. Mã 29 nhá. Gọi đây là mã 29. Mã 30. 30 thì mặt hoa như này. Thực ra thì cái mặt hoa này nhà vườn người ta gửi nhá. Mọi người ạ. Nó là màu vàng cơ. Cái này là hoa nó chuẩn bị tàn nên nó chuyển màu sang cái màu tím tím này này. Còn thực tế là nó sẽ màu vàng như này. Cái này mới ra nắng là nó sẽ màu vàng nhá. Cái này là cát chùm. Mặt hoa số 20. À mặt hoa số 30. Cái này là hoa gần tàn rồi. Nên nó đổi màu ấy ạ. Hoa này là bụi hai lá. 100 bụi này to lắm. Bụi này to này. Loại này thì bụi to. Cái này cũng 150.000 một chậu. Em đính kèm cho mọi người cái mặt hoa khi mà nó mới nở là một. Thứ hai là lúc mà nở ở ngoài ánh nắng ấy, đầy đủ nhiệt độ ánh nắng ấy. Loại này hoa chùm bụi to đùng, có 150. 3 chậu em miễn ship nhá. Cái này em đính kèm mặt hoa, cái này nó có 10 bụi thôi. Nó cũng đổi màu ấy, dòng thường là dòng đổi màu, hoa đẹp. Đến đen rô xuân ạ, đen rô xuân ở này thì hoa thơm ngát mọi người ạ. Bình thường đen rô xuân nó không có mùi đâu, nhưng mà riêng những cái màu này thì nó lại có mùi hương rất là thơm. Trước mặt mọi người đây là cái dòng hoa đen rô gọi là tím chớp mọi người nhá. Tím này. Cánh cái tím của nó chớp này. Bông hoa này làm em tự nhiên nó gợi nhớ đến cái bông hoa của Trúc Phật Bà. Đấy đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp. Cái chớp của nó chớp tím đậm. Một chậu này thì nó sẽ nhiều thân nhá. Nó nở hoa hết rồi các bác ạ. Nó cũng nhiều thân và đang lên mầm gốc này. Nó nở. Hàng này em mua cái dòng này nó nở hoa để em bán giống thôi các bác ơi. Chứ còn nếu mà hàng nụ nó toàn trên 200.000 một chậu thôi ạ. Hôm nay thì cái đen rô tím chớp này nó cũng có ít. Em bán một chậu đen rô tím chớp này với giá là 160.000. Còn sang bên đây là dòng đen rô tím đậm. Hàng hoa. Bông của nó cánh tròn bầu này. Đấy, cánh tròn bầu rất là đẹp, cánh đậm. Loại này thì một chậu rất là nhiều thân. Đây, nhất thử cho các bác một chậu đen rô này. Nhiều thân, đây. Đây, đen rô tím đậm này. Hàng vừa rồi này em bán cái loại này to là toàn 230 đấy. Nó đang nở, mới nở hoa, mới nở chúng chím hoa. Một chậu to nhiều thân này em bán là 160.000. Đây là đen rô tím đậm.
cái này là mới chúm chím nở này, cái này mới chúm chím. Đen rô sân thì nó hoa của nó cũng khá là bền đấy, thơm lắm, loại này thơm lắm. Còn loại này là đen rô năm cây trắng này, hoa của nó trắng tinh và có một chút tím ở đầu, họng vàng nha mọi người nhá. Đen rô năm cây trắng họng vàng hơi viền chớp. Loại này thì chậu cũng nhiều thân. Đây cũng là hàng hoa nở rồi, để cho mọi người biết mặt hoa. 150 một chậu đen rô năm cây trắng này. Năm cây trắng họng đen khác nhá, năm cây trắng họng vàng khác nhá. Họng vàng lại còn chớp tím nữa. Còn đây là cái loại đen rô tím đậm nhưng mà hàng làm giống. Hàng này là hàng 100.000 một chậu. Chậu này thì thân thủ nhiều kỳ, nhiều thân, nhiều kỳ. 100.000, bác là mua 3 chậu em tính 90.000. Bữa đầu tiên khi về cái đen rô tím đậm này, hàng size này em bán là 120 đấy, bây giờ bán có 100.000. Chậu này về các bác làm giống năm tới này cho một cái mùa hoa rực rỡ luôn. Tiếp đến là cái sao thiên vương mọi người nhá. Cái sao thiên vương thì như em đã giới thiệu mọi người, cái sao thiên vương ở mặt hoa của nó thì rất là nhiều mặt hoa. Nhưng mà nó vẫn là phổ biến, đó chính là cái cánh nó hơi viền chớp, bông này là bông tím đậm này, mắt đỏ này, cánh viền chớp này. Có cái bông là cây mắt đỏ này, cánh hồng này, viền chớp này. Đấy, cái sao thiên vương này, hoa của nó đẹp chưa? Nó nhiều mặt hoa lắm ạ. Đây hiện tại là đây nó sổ ra thì cũng đã 3 mặt hoa khác nhau rồi, cùng là một cây sao thiên vương. Và một cái chậu này cũng có cả cây đang nụ này, đang lên mầm này. Em bán 65.000 đồng một cốc sao thiên vương. Mua 3 cốc em tính giá 60.000 nhá. Còn đâu tập chục cốc là hết hàng. Đến hồ điệp thì nhà em hiện tại chắc chỉ còn một số màu như sau. Đây là màu vàng chanh này, màu vàng chanh. Vàng chanh thì lá của nó thường là lá mít rất là đẹp nhá. Loại này là loại hàng cắt ngồng mọi người, người ta gọi là hàng gốc. Chơi hoa vừa rồi xong, cái hàng hoa năm ngoái là bán 178 này, bây giờ bán hàng gốc cho các bác 48.000 đồng một chậu vàng chanh. Cốc 3.5. Và thứ hai là màu xanh gấu, xanh gấu. Xanh gấu màu cũng hot, 48.000, xanh gấu cũng còn ít thôi. Em cũng không giới thiệu nhiều bởi vì loại này nó không có nhiều lắm. Và thứ ba là vàng vương tử, vương tử chắc đâu đó chỉ tầm khoảng hơn chục bầu nữa là hết hàng. Vàng vương tử nhá. Vương tử hoa của nó màu vàng sượm đậm đẹp. 48.000 nhá. Có 3 cái loại màu hồ điệp này. Có hoàng vàng mỹ nhân và trắng tuyết thì hết hàng. Tiếp đến bên đây là những chậu hồ điệp khủng long nhá. Những cái cây hồ điệp khủng long, hàng này là hàng giống Đài Loan và trồng ở vườn Đà Lạt chuyển ra mọi người ạ. Cây của nó to, nhiều cặp lá, đã từng trải qua rất là nhiều năm tuổi rồi. Chính vì thế đã ra nhiều lần hoa. Và lần hoa năm nay thì chắc chắn với các bác là nó sẽ to và nó sẽ dài hơn. Đấy, đây là dòng cây đại nhá, mặt hoa bông đại. Có những cái lá nó to bằng một bàn tay của em úp lại cơ. Đấy, và cây Đài Loan hôm nay thì em đang giảm giá cho mọi người. Cái lô hồ điệp này chỉ có 80.000 một cốc thôi. Một cái chậu hồ điệp khủng long này nhá, mà đến Tết nó ra ngồng hoa phải rơi từ 350 đến 4 hơn 400.000 một cây. Đây là giống Đài Loan chuẩn đấy ạ. Đấy, made in Taiwan. Các bác có thể nhìn ở dưới cái thành bầu này, nó sẽ có cái dòng chữ là made in Taiwan. 80.000 một cốc khủng long. Lô này em nhập là đắt hơn nhưng mà cũng đang xả hàng để dọn vườn nhiều mã hàng khác vừa vậy. Nên lô vàng kim cương nha, em còn tầm 4-5 chậu thôi. Này, nhà em là loại size chậu to nhá. Chậu nó phải rơi tầm 7 đến 8 thân, chậu nào mà ít thân đường nó cao này. Còn chậu này nó phải rơi 2 4 6 8. Ôi cái này trên 9 thân, 9 10 thân thì nó lại ngắn hơn một tí nhưng mà nó nhiều thân lắm. Em bán đồng giá nhá. Đây những cái chậu này trên 10 thân này. Thì em bán đồng giá hết là 350 một chậu. Hàng nào mà ít thân thì thân dài, còn nhiều thân thì thân ngắn. Nói chung là nó cũng xem nhau như thế. Đẹp, đây đô vàng kim cương. Tiếp theo thì em sẽ lên cho mọi người một cái lô trầm đồng đỏ. Thời điểm này các bác hỏi trầm đồng đỏ rất là nhiều rồi. Bởi vì bây giờ đang là cái độ tuổi đi ngọn rất là khỏe, rất là lực. Và lô nhà em nhớ, hàng nhà em là hàng thân cứng cáp nhá. Có rất là nhiều shop họ có thể bán trầm đồng đỏ nhưng mà cái thân của nó sẽ rất là non mọi người. Mọi người nhìn tình trạng thân thì mọi người sẽ biết này. Những cái thân này là dòng thân thủ năm tới này, đầu xuân năm tới nó sẽ cho cái độ dài nó rơi tầm khoảng 70-80 cm, thậm chí 90 cm. Đấy. Hôm vừa rồi này em về cái lô này này. Đấy cái lô này thân nó cũng đã cứng cáp rồi nhưng mà thân nó ngắn hơn. Hôm nay thì em về lô này lô cây dài hơn và vườn này là vườn khác nhá. Cây dài, cây lớn hơn. Đấy, giá nó nhìn hơn một chút xíu. Em sẽ chia mọi người theo từng hình và báo giá mọi người. Đây ạ. Hôm trước cái chậu này, mọi người có thể nhìn cái độ cao của cây này, cái lô 150 này. Đấy. Lô 150 hôm trước còn một chậu thôi. Mà hôm nay thì hàng này về cao hơn, dài hơn. Có những cây này nó đã rơi tầm khoảng hơn 2 gang tay rồi. Còn cây này trung bình nó rơi tầm gang đến hơn gang thôi. Đây nhá, chậu số 1 nhá. 2 này, 4 này, 6 thân. Chậu trầm đỏ số 1, 6 thân này. Em ký hiệu là chữ A1 nhá, 6 thân là 150 này.
chậu trầm dùng đỏ số 2, chậu này thân nó phải gấp đôi cái thân kia, 2, 4, 5 thân. Chậu này 5 thân này. Ôi ơi, 5 thân. Dài đẹp chưa? 180.000. R2, mã R3 trầm dùng đỏ. Giò này 4 thân nhưng rất là lực này. Này. 170.000, chậu này lực lắm. 4 thân, một chậu số 3 R3 170. Mã R4 này. 2 4 5 thân. À 6 thân, chậu này 6 thân ấy ạ. Cả dài cả ngắn 190.000, 6 thân. Chậu số 4. Mã A5 trồng đồng đỏ. 1 2 3 4 5 thân. 5 thân trồng đồng đỏ này. Ờ, chậu này 5 thân 160.000. Mã A5. Mã A6 trồng đồng đỏ. 2 4 5 thân, 5 thân này nhưng mà 5 thân dài. 5 thân dài là 180. 180, quá là đẹp. Này, chiều cao này, dài chưa? Hai gang rồi đấy. Đây là A6. Mã A7 trồng đồng đỏ này. 2 4 6 thân. 7 thân, còn lại 7 thân nữa mọi người nhá. 190.000. 190. A7. Mã A8 này. 2 4 6 thân. 2 này, 4 6 thân. Thân chậu này dài. 6 thân 190. Và mã số 9 trồng đồng đỏ A9 này. 2 4 6 thân. 6 thân này, 180.000. Và mã A10, A10 cho một cái chậu trồng đồng đỏ giá rẻ đi. 4 thân, 4 thân này ngăn ngắn nhá. Thân này nó chỉ rơi tầm gang rưỡi thôi. 4 thân này em bán với giá là 150. 150. Đây ạ, có 10 chậu trồng đồng đỏ nhé. Em quay tạm thời như vậy thôi. Hàng nó về nhiều quá. Tiếp tục về thêm một lô hồ phi điệp Hòa Bình nhá mọi người nhá. Đây là dòng phi điệp rừng ạ, Hòa Bình và Ươm Ky lên. Đây là một chậu của nó thì cứ trung bình nó rơi tầm 4, 5 thân, 6 thân. Đấy, hàng bao đẹp, bao mướt luôn. Đấy, đẹp chưa? Đang lên, cũng đang lên mầm gốc dần dần ạ. Có chậu lên dài, có chậu mới bắt đầu lên ngắn ngắn. Em bán một chậu phi điệp Hòa Bình như vậy chỉ có 130.000 thôi. Hàng thắt ngọn xuống lá hết rồi. Chỉ chờ trực là sưng những cái mắt nụ hoa nữa. Đây cũng có cây nó đang chuẩn bị đâm nụ rồi này. 130.000 đồng một chậu phi điệp Hòa Bình nhá. Vanda tím đậm ạ. Những cái chậu vanda tím đậm hàng lá xếp này, xếp chỉ thiên rất là đẹp. Hiện tại cây thì cũng đang có nụ hoa nhá. Chiều cao cây nó phải rơi tầm khoảng 1 này. 3 gang đến 3 gang rưỡi của em nhé. Đấy. Và một chậu vanda tím đậm này, hoa tím lịm, em bán với giá là 150 một chậu. Cái loại này bộ rễ rất là dài. Ra riêng dòng vanda Thái này các bác chơi không cần phải trồng với chậu, nó cứ treo chơi, phơi sương phơi nắng là nó cũng lên phát triển bình thường. Nó khỏe nó như vậy nhá. À, kiều trắng đột biến ạ. Cái dòng này là dòng kiều va. Hàng này là từ cái một cái cây kiều đột biến người ta phát hiện được ở cái rừng Lâm Đồng ấy và nhân giống ra. Và hôm nay những cái chậu kiều đột biến này thì em về nhiều lắm, còn cũng chắc không đến 15 chậu đâu. Và một chậu kiều hôm nay nó khá là nhiều thân mọi người ạ. Đó, chiều cao trung bình nó chỉ tầm một gang tay đổ lại thôi ạ. Đó, và lô này thì em thấy là tương đối là xuất sắc. Với giá chỉ có 201 một chậu thôi nhá, kiều đột biến. Còn duy nhất hai chậu này là chậu địa lan Sato màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc, hoa của nó lưỡi đỏ rất là đẹp. Đấy, còn hai chậu cuối cùng nhưng mà cây nó vẫn đẹp nhá. Em giảm giá cho mọi người còn 120 một giờ. Chậu nhiều thân. Bình thường Sato hàng Tết 4-500.000 một chậu đấy. Đấy, hàng này hàng vừa tối Tết ra hoa xong bây giờ người ta bán sống trong mắt. Giá 120. Nhạn mít 4N nhá. Em có số lượng ít ạ. Đây là những cái chậu cây mít này, hàng lá xếp cụp rất là đẹp, bản lá to. Để các chậu mít 4N. Và em bán một chậu mà nhận mít 4N này em bán là 250 một chậu, hai cây. Đấy. Hoa này là dòng VIP của cái dòng hoàng nhạn của bên Thái ạ. Mít một chậu hai cây, có thể cây mẹ con hoặc hai cây đều nhau. Nếu cây mẹ con thì thường là cây mẹ nó rất là to. Đấy. Em có duy nhất 4 cái hình lọng đỏ nhá, hàng này là lọng đỏ của bên Thái. Hoa của nó màu đỏ đậm rất là đẹp này. Cái này có tên tiếng Anh này. Đấy. Hàng lọng này ở Việt Nam là không có. Và cái hoa màu lọng đỏ đậm. Mã số 1 này, 150 này. Một chậu rất là nhiều thân. Mã số 2 lọng đỏ cũng 150.000 này, cũng nhiều thân, nói chung là nó xem nhau thôi. Mã số 3 lọng đỏ này, cũng đang lên mầm này, cũng 150.000.
Mã số 4 lan lọng đỏ cũng 150.000. Đấy, có duy nhất 4 chậu thôi. Bạn thích, các bác thích mã nào thì các bác báo em. Bến một lô Zaza mini, hôm nay thì Zaza em về là bụi to nhá, bụi to bụi khủng chứ không phải là cái hàng cây nhỏ nhỏ như hôm rồi em bán đâu. Đấy, một chậu này to, cao, nhiều thân. Bình thường dòng dendro thì nó vẫn sẽ bị rụng những cái lá gốc, bởi vì cây này nó là những cái cây đanh, cây trưởng thành rồi. Một chậu hôm nay thì to như thế này em bán chỉ có 55.000 đồng một chậu thôi. Đây là Zaza mini, loại này rất là siêng bông, nở quanh năm, độ bền hoa cao. Ở dendro mắt đen đây mới về một lô hàng mới mọi người nhá, mới canh đình toành luôn. Đấy, dendro mắt đen gần như là em thấy là số lượng nhà em bán rất là nhiều, đi rất là nhiều những lô hàng của dendro mắt đen rồi. Có khách lấy chục chậu, 20 chậu nữa cơ. Đấy, hôm vừa rồi có một anh ở Hải Phòng anh lấy chưa 20 chậu dendro mắt đen. Và hàng hôm nay đây ạ, tình trạng cây nhá, về một cái lô hàng dendro mắt đen này, chậu nhiều thân, chậu xem nó phải trên 10 thân nhá. Riêng chậu này nó phải rơi tầm 13 đến 15 thân. Đấy, cứ một chậu dendro mắt đen nhiều thân, trên ít nhất là trên chục thân tơ nhá. Cứ gọi là trên chục thân tơ như thế này, hoa của nó rất là đẹp. Em bán một chậu như vậy chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi ạ. Vì đây là vào ngày kỳ nghỉ lễ nên bác nào lấy 3 chậu nhá, 3 chậu 450 em sẽ miễn phí ship cho bác nhá. Riêng hàng này thị trường đang bán 200.000 một chậu luôn. Đấy, nhiều shop bán 200.000 một chậu to này, em bán 150 thôi. 3 chậu 450 em miễn phí ship. Dendro Úc mắt đen. Và sang bên đây là những cái chậu 5 cái trắng họng hồng mọi người ạ. Hôm trước em về cái lô 5 cái trắng họng hồng hôm vừa rồi ấy, thì chậu nó sẽ ít thân hơn. Chậu hôm nay thì cực kỳ là nhiều thân mọi người nhá. Bây giờ nó đang vào cái thời điểm nó đi ngọn nên là thân của nó sẽ không được dài. Cái này mà đến cuối năm khẳng định mọi người nó ít nhất là phải từ 50cm, 60cm đến 70-90cm là bình thường nhá mọi người nhá. Một chậu cực kỳ lực và rất là khỏe đây mọi người này. Chậu hôm nay phải 7 đến 10 thân là chuyện bình thường. Nhiều kỳ lắm. Nó không như hôm trước nó chỉ có 4 thân đến 5 thân rồi. Chậu hôm nay cực kỳ là nhiều thân. Cái lô này nó nhỉnh hơn hôm trước một chút xíu, 150 một chậu ạ. Đấy, hôm nay 3 chậu họng hồng em cũng sẽ miễn ship cho mọi người nhá. Khuyến mại cho mọi người kỳ lễ này, 3 chậu họng hồng em sẽ miễn phí ship. Còn mua lẻ là 150.000 đồng một chậu. Đấy, em cũng ship một chậu nhá. Bác nào muốn cũng sưu tầm một chậu 5 cái trắng họng hồng hàng ươm ki. Hàng này là hàng chuẩn giống ươm ki của Đài Loan đấy ạ. Siêu nhiều thân mọi người nhá. Số lượng này có 30 chậu thôi, không có nhiều đâu ạ. Họng hồng thì em có cả về cả 5 cái trắng họng tím ạ. Cái 5 cái trắng họng tím này thường thì nó sẽ còn hiếm hơn là cái họng hồng nhá. Năm ngoái gần như em bán được 1-2 lô họng tím này, có đâu không có cái 5 cái trắng họng tím này. Bông to, rất là thơm. 5 cái trắng họng tím ạ. Đấy ạ, một chậu trung bình nó rơi tầm 4-5-6 thân. Đấy, chậu nào mà nhiều thân, ít thân thì nó dài dài như thế này. Nhiều thân thì nó ngắn hơn chút. Em cố gắng là em sẽ nhặt cho bác những chậu đẹp. Đấy. Một chậu 5 cái trắng họng tím này thì em bán là 130.000 đồng một chậu. Bác nào mua 2 chậu họng tím thì em cũng tính là 250.000 một cặp nhé. Bác nào nhặt trước thì em sẽ nhặt cho bác chậu nhiều thân trước này. 130 một chậu thôi. Bảo đảm cho mọi người là cái lô này giá rẻ đẹp. Em lại về thêm một lô hàng sơn thủy tiên nữa mọi người ạ. Hàng kg thì bây giờ nó cũng ít. Mà em nghĩ là nếu mà các bác thích chơi luôn mà chơi những hàng tác phẩm thì các bác lấy hàng thuần hơn. Bởi vì sao? Thứ nhất là một cái chậu này á, nếu mà bóc ra tính theo cân thì nó cũng khá là nặng rồi ạ. Nó cũng nặng, nó cũng nhiều cân. Mà để trồng thuần từ một cái chậu sơn thủy tiên, từ những cái thân già từ rừng về mà bây giờ nó lên mầm xanh mơn mởn này thì nó cũng phải trải qua một cái thời gian, ít nhất nó phải rơi từ 1 năm trở lên. Đấy mọi người thấy chưa? Mầm tơ xanh mơn mởn luôn. Đấy, nhiều bác thích chơi hàng ghép sẵn luôn ấy. Và hôm nay thì cái vườn này á, em lấy hôm trước là lấy một lô rồi. Hôm nay này em lấy thêm một lô nữa. Bởi vì em lấy liên tiếp như thế nên nhà vườn để cho em cái mức giá ưu đãi hơn. Đấy, hôm trước bác nào mua sơn thủy tiên chậu đẹp như này đã, với giá là 201 mà các bác, nhiều bác đã khen rất là rẻ rồi ạ. Hôm nay thì em mua được lô này, nhà vườn ưu đãi hơn, giảm cho 10.000 một chậu. Tức là hôm nay nhá, lô hôm nay các bác đặt chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Mọi người cứ hình dung là một cái chậu sơn thủy tiên này mà tách bóc ra ấy, thì nó cũng nặng cũng gần bằng hàng kg nhá. Mà trong đó thì giá thể vỏ thông này, cái công chăm sóc rồi là phân bón các thứ này. Đấy, em nghĩ là mình lấy cái chậu sơn thủy tiên này thì nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Này, nhiều cây thì mắt nụ đang lên, đẹp chưa? Đẹp lắm, nói chung là thần tơ rất là mướt, rất là đẹp. Hôm nay cái lô sơn thủy tiên này số lượng nhiều nha, tha hồ đặt hàng nha, 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Vừa cập bến mới một lô kiều vuông Lộc Bắc, Lâm Đồng. Mọi người ạ, cái lô kiều này thì rất là nhiều thân tơ, bây giờ nó bắt đầu đang nhú nụ này. Lô này lô nở chậm này, đấy, rất là nhiều thân đang nhú nụ nhá. Một cái lô này rất là xuất sắc.
thân tơ rất là nhiều. Thân già nhà vườn đã cắt đi rồi nhá. Đây, các thân già năm ngoái chơi hoa xong là họ đã cắt đi, chỉ để chừa ra những cái thân tơ thôi. Đấy, những cái thân này thân tơ và mầm gốc lên rất là đẹp. Nhiều cây bây giờ với đang nhú nụ, các bác thấy cái nụ của nó chưa? Đấy, giờ với đang nứt nụ và hoa của nó thì rất là đẹp. Hoa của nó như những cái chuỗi đèn lồng á. Dòng Kiều Vuông Lộc Bắc thì hoa như chuỗi đèn lồng. Đây, cả một lô hàng vừa mới về mọi người, đẹp lắm. Loại này hôm nay thì em bán cho mọi người chỉ có 210.000 đồng một chậu Kiều Lộc Bắc như thế này thôi. Hàng Tết không bao giờ có giá hơn đầu 2 đâu nhá. Hàng Tết giòn như thế này phải 270-280. Giờ có 210.000 đồng một chậu. Và bác nào mua 2 chậu thì em tính các bác là 200.000 tròn. Mua 2 chậu là 400.000, còn mua lẻ một chậu thì các bác vui lòng là trả cho em 201 nhá. Cái này lãi nó cũng không có mấy. Đấy ạ. Mới về, hàng bao đẹp. À, tiếp theo thì em xin phép lên cho mọi người bộ sản phẩm cát lay da. Hứa hẹn rất là nhiều lần để lên cho mọi người video chi tiết cụ thể và đính kèm cho các bác mặt bông về dòng lan cát. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết và đính kèm để mọi người dễ dàng chọn cho mình được mặt hoa đẹp nhé. Cát nhà em thì có cả dòng cát đại một lá và có cả dòng cát chùm dòng hai lá. Thì trong video này thì em sẽ giới thiệu chi tiết và đính kèm mặt hoa. Thì cát nhà em các bác đặt hàng thì bên em sẽ gửi kèm cho mọi người một tờ hướng dẫn kích hoa lan cát. Và một số lưu ý nho nhỏ khi các bác trồng lan cát đó chính là phải ăn nắng, ăn đủ nắng, cây sẽ ra hoa thường xuyên và ra hoa quanh năm. Loại này thì hoa rất là đẹp. Và nếu mà các bác không ăn đủ nắng là nhiều khi các bác trồng cây nó cứ mướt đẹp mà chưa thấy hoa đâu. Đây là những cái kỹ năng mà các bác khi trồng lan cát em sẽ gửi kèm cho mọi người cái tờ hướng dẫn để các bác tham khảo thêm. Đó, cát thì nhà em nó rơi tầm khoảng gần 30 loại cơ. Đấy, tất cả những dòng này là hàng chuẩn hoa nhá, đính kèm cho bác mặt hoa nhá. Cát nhà em sẽ bao ship từ 3 chậu bất kỳ trở lên. Nên là tất cả những cái mặt hoa này các bác cứ kết hợp 3 màu, 3 loại, hoặc là kết hợp bao nhiêu thì bên em sẽ miễn ship từ 3 chậu bất kỳ, kể cả những chậu loại từ 100.000, size từ size nhỏ đến size to nhé. Những size nhỏ nó rơi chỉ từ 100.000 một chậu thôi, còn size to, những cái chậu to này đấy, cỡ chỉ tầm hơn 200.000 là các bác sở hữu một chậu lan cát đẹp rồi. Và sau đây thì em xin lần lượt điểm qua từng loại lan cát, giới thiệu đến khách hàng. Mã số đầu tiên thì đó chính là mã số 1. Mã số 1 thì em đính kèm cho mọi người đó chính là những cái chậu cát 7 sắc cầu vồng nhá. Đây ạ, 7 sắc cầu vồng, đây là cái dòng hàng hot, dòng bông đại một lá. Loại này thì đợt này thì nó hơi ít thân một chút. Tuy nhiên thì giống này bao đợi bao giờ nó cũng vậy. Nó là hàng sưu tầm nên chậu nó cũng không quá nhiều thân đâu ạ. Và một chậu hôm nay thì em bán chỉ có 130.000 một chậu cát 7 sắc cầu vồng. Mã số 02 ứng với thông Servangol Vaslem. Cái này là hàng cát tem nhá, vườn này người ta đính kèm có tem đấy này. Loại này thì em bán chỉ có 100.000 thôi. Hoa của nó là màu xanh, hơi thiên về xanh hơn là màu vàng. Mọi người có thể nhìn trên màn hình cái mặt hoa của nó rất là đẹp nhá mọi người nhá. Loại này 100.000 đồng một chậu. Cây của nó thì cũng không quá to đâu ạ. Không quá to, 100.000. Mã số 2. Chuyển sang mã số 3, đó chính là cái mã đỏ mắt mèo nhá. Cái đỏ mắt mèo là cái hoa màu đỏ rực, màu đỏ rực. Và lô này thì cây của nó khá cứng cáp, 100.000 đồng một chậu đỏ mắt mèo. Cái này tên tiếng Anh của nó là Pet Python Red. Đấy, cái loại này thì hoa của nó rất là đậm, rất là đẹp, có 100.000 một chậu nhá. Đây là dòng cát một lá bông đại đấy ạ, mã số 3. Mã số 4. Ai đã chơi cát thì không thể không biết đến cái dòng mã Vua Cương Sơn. Mặt hoa của loại này thì cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên thì giống này nó rất là bé nhá mọi người nhá. Giống của Vua Cương Sơn rất là bé. Lô này em nhập vườn này nó còn rẻ đấy, có 100.000 thôi. Các lô trước đó thì các bác mua toàn 130 thôi. Đấy, đợt này Vua Cương Sơn có 100.000 này. Vườn này giá rẻ. Đây là mã số 4 nhá. Mọi người cứ đọc tên mã và kèm theo tên của hoa để cho nó tránh bị nhầm. Tại vì hàng cát nó về nhiều loại quá. Mã số 5 đó chính là cái màu cam đổi màu. Màu cam đổi màu này là cam hay là cái cam đỏ ấy ạ. Khi đầu tiên nó chuyển màu cam, sau dần dần nó chuyển sang màu đỏ ấy. Màu này rất là đẹp. Loại này bông đại 100.000, mã số 5. Mã số 6. Mã số 6 thì đó là chính là thông Spangol. Loại này hôm trước là em bán 130. Tuy nhiên bây giờ nó còn vài chậu thôi. Em xả cho mọi người 100.000 một chậu. Nói chung là cây của nó thì dòng này nó cũng nó to ấy, thành ra nó cũng cứ toe tua các hướng, nhiều hướng, chậu này to nhiều thân, 100.000. Đấy, còn 4 chậu gắn thanh lý nốt. Mã số 7. Chuyển sang cái dòng màu này là màu chớp này, màu cam chớp này. Đây cái mặt hoa mã số 7 này. Cây nó ít thân nhá, loại này thì cây ít thân. Mã số 7 là cam chớp. Mã số 8. Mã số 8 đó chính là cây hồng Molissa.
Cái hồng Molisa này em bán không biết là biết bao nhiêu rồi ạ. Bây giờ còn 3 chậu thôi. Cây rất là đẹp. Dòng này cắt hai lá nhá. Hoa chùm. Loại hát cắt hai lá này nhưng mà bông của nó cũng không phải là quá mini đâu. Nó cũng gọi là bông chung đấy ạ. Còn 3 chậu 130.000 đồng một chậu cắt hồng Molisa. Dòng này hoa thơm. Qua mã số 10. Đó chính là những cái chậu vàng môi son hay là tú cầu vàng. Đây ạ, bụi đợt này to mà giá lại có 130.000 thôi. Bình thường nó phải rơi tầm 140-150. Hôm nay vàng môi son em bán 130 nhá. Một bụi nhiều thân. Dòng này cắt hai lá nhá. Mã số 11. Qua cho các bác cái dòng hoa thơm. Đó chính là màu tím đậm. Đây cái bụi tím đậm nó to cỡ này này mọi người. Trồng trong chậu size nhỏ thôi nhưng mà bụi còn to ngang ngửa những cái bụi chậu size to nhá. Cái này cho sang size to cũng phải rơi tầm 220-230 rồi. Đấy, loại này là 200.000 nhá. Tím đậm. Dòng này hoa rất là thơm. Bụi nào bụi đấy rất là to. Có 200.000 thôi. Tím đậm có 4 chậu. Mã số 11. Qua mã số 12, đó chính là cây ba vàng ba đỏ ạ. Cây ba vàng ba đỏ đây, bụt bụi cũng rất là nhiều thân mọi người nhá. Có 160.000 đồng một chậu ba vàng ba đỏ thôi ạ. Đây cái bông hoa này chuẩn bị sổ này mọi người. Đấy, chuẩn bị sổ ra cái bông này. Ba lưỡi vàng và lưỡi đỏ. Đây là mã số 12. Tiếp đến mã số 13 nhá. Mã số 13, đây là những cái mã mà nó có tem thì em đính kèm cho mọi người mặt hoa. Và các bác đọc đúng cho em cái mã nhé. Tại vì cái hoa này em khó miêu tả là mặt hoa như thế nào ấy. Thì các bác xem em tên mặt hoa này. Mã số 13 tem của nó là Nakong Cherish Delight Red. Đấy, cái tình trạng cây của nó này. Cây của nó khá là cứng cáp và đẹp. Loại này bông đẹp lắm. Nói chung là những cái mã này đều là những mã hàng hot mà em nhập về. Loại này là 130.000 đồng một chậu. 3 chậu miễn ship nhá. Mã số 13. Mã số 15. Mã số 15 là Rung Napa Fancy. Đây mã số 15 cũng 130.000. Cái giá thì em nhập nó tùy từng màu thì cây nó to nhỏ khác nhau nhá. Có những màu hot thì họ cây của nó rất là ít thân là như thế. Mã số 15 này. Mã số 16. Cứ nhìn mặt hoa cho em rồi đọc mã số là được. Mã số 16 là Nakong Cherish Delight. Cái này là màu đỏ rồi. Bụi to nhiều thân. 130.000 nhá. 130.000 đồng một chậu. Nói chung là nó cũng không có nhiều thân lắm. Những cái hàng này toàn hàng hot có 5 chậu thôi. Mã số 17. Mã số 17 đây là cây hoa này rất là đẹp nhưng mà có 3 chậu thôi. Mã số 17 này là Varus Palin Live với Mary Song. Loại này 130.000, loại này cắt hai lá, hoa chùm. Hoa cũng chung chung đấy ạ, có 3 chậu, mã số 17. Mã số 18. Mã số 18 này. Rung. Mã số 18. Đây cho mọi người xem cái tem nó này. Tình trạng cây. Mã số 18 là Rung Napa Beauty. Đây mã số 18 là cây cắt hai lá. Một mặt hoa đẹp đấy. 130.000. Mã số 19. Palladium Charm. Cái này là hoa trắng họng vàng rồi. Cái này là mặt hoa trắng họng vàng. Mã số 19 nhá. Palladium Charm. Charm. Đấy. Cây thân lùn lùn. Mã số 19. Chuyển sang mã số 20. Đây là cây tú cầu đỏ này. Dòng này dòng cắt hoa lá, hoa chùm. Hoa rất là sai. Mã số 20 này em bán với giá là 200.000. Mã số 20 tú cầu đỏ. Mã số 21. Vua đỏ ạ. Ai đã chơi cái dòng vua đỏ rồi. Bụi hôm nay vua đỏ nhà em mới về này. Bụi to. Dòng này cắt bột lá, bông to, bông đại nhá. Vua đỏ này em bán cháy hàng luôn. Mới về một lô mới đấy ạ. Vua đỏ to này em bán 220.000 đồng một chậu. Mã số 22 là kim cương xanh. Bụi kim cương xanh em còn đâu đó tầm 5 chậu thôi. Chậu nào cũng to như thế này. Chậu size to nhá. 220.000 đồng một chậu. Kim cương xanh là dòng bông đại, hoa to. Mã số 23. Nói thật là cái 23 này em chạy không biết là bao nhiêu chậu rồi mọi người này. Nhìn này. Đấy, mã số 23 là cái lô này này. Đấy, em nhập về nhiều. Bởi vì em thấy là cái lô hàng này nó bán chạy. Và thứ hai là nhà vườn người ta xuất gần như là hết vườn rồi mọi người. Đây chính là cây Amaki vàng lưỡi đỏ trong truyền thuyết đây. Bụi của nó chậu to, cầm nó đầm tay nó nặng lắm mọi người. Nó nặng kinh khủng luôn. Đây nhá, có một cái bông. Vài hôm nữa có một cái bông hoa nó nở. Em sẽ cho mọi người xem mặt hoa thực tế. Còn cái bông hoa ở vườn thì đã chuẩn hoa rồi. Đấy cái Amaki này là bụi siêu to nhá. 230.000 đồng cái Amaki vàng lưỡi đỏ. Cái vàng của nó vàng tươi và cái lưỡi đỏ đậm. Rất là đẹp. Mã 24. Chuyển sang cái cây hắc tùng đỏ này. Hắc tùng đợt này bụi to chưa?
Bụi to mà nhiều thân nhá. Bụi to hắc tùng đỏ này bán 220.000. Mã 25 chuyển sang cây chớp ngọc 3 màu. Hoa cực kỳ là thơm. Loại này thì cực kỳ là thơm. Chậu này chậu size to, giá là 200.000 đồng một chậu chớp ngọc 3 màu. 200.000 đồng một chậu chớp ngọc 3 màu nhá. Hoa thơm rất là đẹp. Mã số 26, em còn duy nhất hai chậu vàng cánh lửa này, 150 một chậu. Giống loại này nó đắt lắm và hoa mọi người thì đẹp xuất sắc rồi. 150 vàng cánh lửa, còn hai chậu. Và mã số 27 là những cái chậu treo ở đây, đó chính là cây trắng lưỡi tím nhá. Dòng cát trắng lưỡi tím này hoa thơm. Đây cho mọi người xem cái tình trạng cây này, một chậu của nó nhiều thân như thế này này. Đấy. Có đâu đó tầm 7-8 chậu thôi, hoa thơm lắm, rất là đẹp. Bụi to 230.000 đồng một chậu cát trắng lưỡi tím. Đây là mã số 27, là mã số cung. Khi các bác chốt đơn cát, các bác nhớ đọc cho em tên, mã số kèm theo tên mặt hoa để em đối chiếu lại xem là cái loại mà các bác đặt đã đúng với cái mã của nhà em chưa nhé. Để gửi cho các bác chuẩn hàng nhất và chuẩn cái mặt hoa nhất ạ. Cát thì nhà em về bao la bạt ngàn và cố gắng sẽ sưu tầm nhiều mặt hàng lan cát với những màu sắc khác nhau để phục vụ quý chú anh chị sưu tầm những cái bộ sản phẩm lan cát lấy ra khác nhau. Đấy. Đây là đai châu. Đai châu này là đai châu Thái. Đai châu Thái thì hiện tại là em có cái dòng đai châu hồng cánh sen. Hàng này hàng mít nhá, là mít là ngắn. Loại này hoa hồng đậm luôn, 130 một chậu. Mua hai chậu là 250.000 một cặp. Đai châu ngọc trai đen 230.000 một chậu, hàng chậu gỗ 2 cây. Đai châu lá mít này 95.000 đồng một chậu này. Mít. Cây mít lá ngắn. Còn cái màu cam lửa này nhá, màu cam lửa cây đôi mà cũng rất là to, em bán là 230.000 một chậu. Đấy, đai châu. Tiếp đến là brass. Brass thì có cái loại brass này là hoa màu vàng là 100.000. Và có cả cái brass hoa màu trắng tinh này, cũng 100.000 đồng một chậu nhá. Brass hoa trắng bụi to lắm, 100.000. Nở quanh năm. Vũ nữ. Vũ nữ, tất cả dòng vũ nữ em sẽ bao ship cho mọi người từ 3 chậu bất kỳ trở lên nhé. Tất cả dòng vũ nữ này đều sẽ được bao ship từ 3 chậu bất kỳ trở lên. Và nhà em thì có rơi tầm khoảng 6-7 loại vũ nữ gì đó. Em sẽ lần lượt lên cho mọi người từng loại như sau. Đầu tiên là vũ nữ ngọc nữ, hoa thơm. Loại này thì này là dòng ngàn hoa nhá, phân nhánh nhá. 200.000 đồng một chậu, bụi siêu to bự. Này, nhiều cây bây giờ đang chuẩn bị đẩy nụ nhá. Nhiều cây. 200.000 đồng một chậu. Tiếp theo đó chính là dòng mèo cam hay là màu cam lửa. Bụi to, nhiều thân. Mèo cam thì cũng có lác đác một số cây có nụ hoa thôi, đa phần là nó chưa. Tại vì đợt này là em nhập toàn cây to. 200.000 đồng một chậu. Sô-cô-la hoa thơm này, nhiều cây còn đang chuẩn bị phân nhánh rồi kìa. Đang có nụ nhá. Sô-cô-la này 200.000 đồng một chậu. Sô-cô-la, ôi, có cái chậu sô-cô-la các bác. Nhánh nó phải phân đến hàng mét, mét rưỡi. Và loại này thì hoa rất là bền, thơm lắm. Vũ nữ ngọc cẩm thạch xanh 140 một chậu, 3 chậu miễn ship, em còn 3 chậu thôi. Tiếp theo là nhện xanh ạ. Cây nhện xanh thì bụi siêu bự nhá. Ui ôi, bụi này nó nặng lắm mọi người ạ. Hôm trước em không bao ship đâu, nhưng hôm nay thì em sẽ bán combo để em sẽ bao ship cho mọi người nhện xanh. Đây cái mặt hoa của nó này. Màu xanh đốm này. Rất là đẹp. Nhện xanh. Mới nở. Còn bên đây là nhện nâu nhá. Nhện nâu là 240 một chậu, bụi to. Đây, vũ nữ nhện nâu, bông của nó cũng khá là bự đẹp. Đẹp đấy chứ. Nhện nâu, nhiều cây đang nụ, bụi to. Nhện nâu bụi rất là to, 240 một bụi, 3 chậu vũ nữ em miễn ship nhé. Tiếp theo là những cái dây hoa tử đằng. Em đang bán một cuộn hoa tử đằng này với giá là 180.000 đồng một chậu. À, một cuộn. Cuộn này dỡ ra nó rơi tầm 2-3 mét. Mua 2 cuộn em miễn phí ship ạ. 2 cuộn hoa tử đằng em miễn phí ship về tận nhà nhé.